Nguyệt à, con bị bệnh mà sao không chịu ăn gì hết vậy? Gần tới ngày thi học kỳ rồi, con cứ nhịn hoài vậy sao mà chịu nổi? Nguyệt à, con nói với mẹ một câu gì đó đi. Có chuyện gì con cũng phải chia sẻ với mẹ, để mẹ biết đường mà tính chứ. Mẹ nói cho con nghe về ba của con đi. Con nói cái gì mà mẹ không hiểu? Sao con hỏi kỳ vậy? Bao nhiêu năm rồi, tại sao mẹ giấu con vậy hả mẹ? Con, Nguyệt à, có ai nói gì với con phải không? Hả? Có chuyện gì đang xảy ra với con? Nói cho mẹ biết đi. Điều đó có quan trọng với mẹ không? Mẹ, mẹ cũng hiểu cảm giác mồ côi là như thế nào mà. Mẹ cũng là trẻ mồ côi, mẹ cũng đã vượt qua mọi thứ. Tại sao mẹ giấu tất cả về ba của con vậy? Con cũng có quyền được biết mà. Mẹ nói cho con nghe đi mẹ. Mẹ nói con nghe đi. Người đàn ông trên bàn thờ là ai? Là ai hả mẹ? Mẹ nói đi. Mẹ nói đi. Mẹ, mẹ nói cho con nghe đi. Mẹ xin lỗi con, là lỗi tại mẹ. Là ai? Là ai hả mẹ? Mẹ trả lời con đi. Là ba con, là ba ruột của con đó. Vậy là lời ông ấy nói là sự thật hả? Vậy là người đàn ông đó là ba của con thì hả mẹ? Vậy mà tại sao mẹ giấu con suốt bao nhiêu năm trời? Tại sao mẹ không cho con biết? Con có quyền được biết mà. Nguyệt, Nguyệt à, mẹ xin lỗi con. Mẹ muốn đợi đến một ngày nào đó con trưởng thành và đủ bình tĩnh để đón nhận sự thật này. Nhưng mẹ lại không ngờ nó lại xảy ra sớm như vậy. Con lớn rồi mà, con có quyền được biết mà. Con có thể chấp nhận được mọi chuyện mà. Tại sao mẹ lại giấu con? Mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ kể cho con nghe đi. Mẹ, mẹ kể con nghe đi mẹ. Chà cấm con, nếu con cố tình á, thì tất cả những gì từ trước tới nay cha kỳ vọng bây giờ trở thành con số không. Tao không cần mày làm bất cứ cái gì cho gia đình này nữa. Chấm hết. Con có thấy vô lý không? Tất cả mọi người trong gia đình này đã vì con, đã dung dán cho con. Tương lai của con không phải dừng lại ở một đứa không cha không mẹ, tứ cố vô thân. Trong làng này biết bao nhiêu đứa con gái, con nhà gia giáo, học hành bài bản, vậy mà con không chịu. Bây giờ á, con lại đẩy cha mẹ vào tình huống này. Văn hóa của gia đình này từ trước tới giờ là con cái không được quyền cãi lời cha mẹ. Nếu đứa nào phản phúc thì ra khỏi cái gia đình này. Từ trước tới giờ con chưa bao giờ cãi lời cha mẹ. Nhưng bây giờ con cần sống cho hạnh phúc của con, sự lựa chọn của con. Nếu cha muốn thì con trả lại hết những gì cha cho con. Con sống bằng chính sức lao động của con. Đồ phản phúc, thương mất dạy, đừng bao giờ bước chân về nhà này nữa. Con. Thôi, anh đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ tại ba má lo lắng cho anh thôi. Em hiểu tâm lý của các cụ mà. Tại em không có cha mẹ, không có người thân, cho nên... Em đừng có suy nghĩ như vậy nữa được không? Anh không biết cách nào để đối phó với gia đình đây nè. Mình chia tay nhau là xong. Em không muốn anh bị gia đình ruồng bỏ vì em đâu. Em không xứng đáng. Sao em cứ phải như vậy với bản thân mình? Sao em không vượt qua khó khăn cùng anh? Vậy chứ anh muốn em phải làm sao đây? Anh có gia đình, anh có công việc, anh có sự nghiệp, anh có tất cả. Còn em thì không. Anh có thể bỏ gia đình vì em không? Anh có thể rũ bỏ tất cả vì em không? Tại sao không? Tại sao em không nghĩ rằng anh rũ bỏ tất cả để vì em? Mình làm lại từ đầu, bằng hai bàn tay trắng,
Tin anh đi em. Ngày mai anh sẽ đi biển lần cuối. Anh đi chuyến này là chuyến cuối cùng. Rồi mình đi nơi khác làm ăn. Anh không bỏ em đâu. Tin anh đi. Em hiểu rồi. Em tin anh mà. Chưa bao giờ tình yêu em dành cho anh vơi đi. Nếu sau này mình sinh con gái, mình sẽ đặt tên là Nguyệt em nhé. Anh thích con gái hả? Ừ. Nếu là con gái sẽ đẹp giống em, hiền lành giống em vậy. Dạ chắc chắn anh sẽ không để con cực khổ giống như em đã từng chịu đựng. Nhưng nếu là con trai thì sao? Anh không biết. Nhưng anh có linh cảm mình sẽ có con gái đầu lòng. Mình sẽ đặt tên là Nguyệt. Rồi một ngày mẹ biết mình mang trong mình giọt máu của ba con, cũng là lúc mẹ nhận được hung tin rằng ba con đã mất. Mẹ đau khổ, mẹ tuyệt vọng đến cùng cực. Nhưng mà vì con, vì giọt máu đang tự hình trong cơ thể mẹ, và mẹ quyết định phải bằng mọi cách để tồn tại vì con đó con à. Mẹ, mẹ có ý định cho con tìm về quê nội không á mẹ? Có lẽ không cần đâu con à. Mẹ thì sao cũng được, nhưng mẹ không chấp nhận cho bất cứ người nào sỉ nhục và coi thường con đâu. Vậy bây giờ mình phải tính làm sao đây hả mẹ? Nguyệt à, dù sao thì ba Thiệu cũng rất tốt với mẹ con mình, nhưng mà chắc là ba đang ức chế điều gì đó nên mới thay đổi tính tình thôi. Rồi có ngày ba cũng sẽ hiểu ra mà. Dù sao thì ba Thiệu cũng đã nuôi con 16 năm rồi còn gì. Lên đi con. Em thấy mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh gì à. Em thấy anh Thiệu cũng là người hiền lành. Chắc có lẽ là anh đang gặp khó khăn hay ức chế chuyện gì đó. Chị nhẹ nhàng thủ thỉ, em nghĩ anh sẽ hiểu ra vấn đề mà. Thì chị có tạo áp lực gì với ảnh đâu. Chị biết anh cũng có nỗi khổ tâm riêng. Nhưng mà thật tình chị rất buồn lòng với chuyện nhậu nhẹt của ảnh. Anh Ngọc nhà em cũng có nói chuyện với anh Thiệu rồi, nhưng mà ảnh cứ im lặng giữ mãi ở trong lòng, không có chịu nói ra. Mà công nhận là em cũng không thể hiểu nổi sự thay đổi của anh Thiệu nhà chị nữa. Tội nghiệp con Nguyệt lắm. Tối ngày bị ba nó chửi mà vẫn im lặng chịu đựng. Nhiều lúc chị thấy mình có lỗi với con quá. Hay là em tính vậy nè chị. Chị đưa Nguyệt qua nhà em ở để nó ổn định ôn thi, chứ em thấy như vậy á ảnh hưởng tới con bé lắm đó. Vậy cũng được. Sắp tới kỳ thi của con Nguyệt rồi, mà mỗi lần anh Thiệu về là sai xỉn đập phá đồ đạc ở trong nhà. Chị thì không sao, nhưng còn con Nguyệt nó lại phân tâm vì điều đó. Thôi quyết định như vậy đi nha. Tối nay em sẽ nói chuyện với anh Ngọc, sắp xếp thời gian cho con Nguyệt nó qua bên đây ở để ôn thi. Chứ em thấy như vậy á tội nghiệp cho con bé quá. Vậy ngày mốt nha. Ngày mai là chủ nhật rồi, với lại để chị nói chuyện với nó trước đã. Chị cứ phân tích kỹ cho con nó hiểu đi rồi tính.
Chứ cái gì tốt cho con á thì mình làm. À, mà ngày mai chị có đi làm không? Hay là cả nhà qua nhà em ăn cơm nha? Em nghĩ qua bên đây mai ra anh Ngọc vẫn còn khuyên nhủ anh Thiệu được. Nhưng mà ngày mai chị tăng ca, 5 giờ chiều chị về rồi. Ừ, quyết định vậy đi. Chị cứ đi làm, chiều về ghé qua nhà em nha. Ừ, vậy cũng được. Cảm ơn em nhiều nha. Nguyệt ơi, mẹ về nè. Nguyệt. Nguyệt ơi. Nguyệt. Nguyệt. Đừng tìm con, mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe. Nguyệt ơi, Nguyệt, Nguyệt ơi, Nguyệt, Nguyệt, Nguyệt ơi, Nguyệt à, Nguyệt ơi, Nguyệt, Nguyệt ơi. Con đang thắc mắc tại sao lại không công khai gì trong bản án hết. Ngoài việc tự thú tội ra, nếu như cô ấy chịu hợp tác điều tra, chắc chắn sẽ được suy xét để giảm tội. Con Nguyệt nó không chịu hợp tác với bất kỳ ai. Làm gì nó muốn được giải thoát cậu à? Đó là suy nghĩ tiêu cực, không lối thoát cô à? Tất cả là lỗi tại tôi. Cô
Cô Ánh à, tất cả mọi thông tin cô đưa cho con á, không giúp ích gì được cho Nguyệt hết. Con nghĩ cách duy nhất bây giờ, chúng ta phải tiếp xúc với Nguyệt. Để cô ấy cung cấp thông tin thì chúng ta mới có tình tiết để giảm nhẹ cho Nguyệt. Theo con được biết á, bên nhà của nạn nhân cũng đang theo đuổi vụ án này tới cùng. Họ muốn Nguyệt phải đền mạng cô à. Phải chỉ đổi mạng bằng cái thân già này thì đỡ khổ cho nhiều người lắm phải không? Tôi biết bên gia đình ông Thiệu sẽ không bao giờ tha thứ cho cô Nguyệt đâu cậu à. Con có ý này. Anh Long. Em. Cô, đây là cô Ánh, mẹ của bị cáo. Còn đây là Khánh Hòa, luật sư trẻ, người đồng hành với con trong vụ án của mình đó cô à. Dạ con chào cô. Chào con. Em chờ lâu chưa? Một thời gian đủ để sốt ruột. À mà cô ơi, cô đi đường có mệt không? Cảm ơn con, cũng không có mệt lắm. Vậy mình lên lấy phòng rồi lát nữa đi ăn nha. Ừ, lấy phòng trước cho cô Ánh nghỉ ngơi đi. Sau đó mình sẽ nói cụ thể sau. Thưa cô, con với cô sẽ ở chung một phòng để tiện cho công việc nha cô. Sao cũng được, chỉ sợ là cô già rồi khó ngủ, rồi ảnh hưởng tới con thôi. Dạ không có sao đâu cô, vậy thì hai cô cháu mình sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau hơn. Bây giờ mình vô lấy phòng nha. Đi cô. Dạ. Em. Dạ em chào anh. Chào anh, chào hai phòng. Dạ. Cho em gửi. Cảm ơn em. Dạ mời anh chị đi. Dạ, cảm ơn này. Chị. Đi cô. Mình đi cô. Cô Ánh sao rồi? Em nói cô Ánh nghỉ ngơi rồi. Em muốn là tinh thần của cô Ánh thật thoải mái. Với lại em với cô mới gặp nhau, cũng chưa có tiện hỏi gì nhiều. Em gặp bị cáo có khó khăn gì không? Em cũng đang muốn nói với anh về chuyện đó đây. Ừ, em ngồi đi. Hiện tại tâm lý của bị cáo rất bất ổn. Khi tiếp xúc với bị cáo, em cảm thấy bị cáo là một người rất dị thường. Chắc chắn có điều gì đó rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của bị cáo trong quá khứ, khiến cho bị cáo bất cần trong cuộc sống và muốn dùng cái chết để kết thúc vụ việc này. Có một điều á, em cảm thấy bị cáo không phải là một hung thủ máu lạnh như là báo chí đã đăng. Anh có biết không, sau khi em sử dụng một số thủ pháp để kích động tính nhân của cô ta, thì em nhận ra điều làm khơi dậy lòng trắc ẩn của cô ta chính là mẹ của cô ta. Được rồi, chúng ta phải khai thác vấn đề này. Đó là lý do tại sao anh đưa cô Ánh gặp bị cáo. Chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc bào chữa quyền lợi cho bị cáo. Bởi vì phía người nhà của nạn nhân cũng đang gấp rút bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân rất quyết liệt mà. Hơn nữa, anh thấy bị cáo gây án đã đủ tuổi vị thành niên, do đó hoàn toàn chịu những gì đã gây ra trước pháp luật. Việc chúng ta cần làm bây giờ, bảo vệ thành công mạng sống của bị cáo và bào chữa làm sao xuống thấp hơn mức 20 năm. Em hiểu rồi. Thôi, anh nghỉ ngơi một chút đi, rồi lát nữa mình đi ăn rồi nói chuyện với cô Ánh luôn. Cô ơi. Bây giờ mình đi ăn nha cô. Mình đi thôi cô. Chừng nào họ mới cho mình gặp con Nguyệt hả con? Một chút nữa cô à. Chút nữa cô gặp Nguyệt, cô nhớ là đừng có xúc động nha, và tránh làm Nguyệt bị phân tâm. Con nghĩ lúc này cô nên lựa lời nói với Nguyệt là hợp tác với tụi con sẽ tìm cách giảm án cho Nguyệt. Trăm sự cô nhờ hai đứa con nha. Bây giờ cô cũng không biết phải làm gì nữa, cô rối quá. Cô yên tâm đi. Chào anh.
Bây giờ cậu ký giấy bảo lãnh cho gia đình phạm nhân. Hôm nay em sẽ gặp bị cáo hơi lâu chút nha anh. Cậu cứ làm việc đi. Nhưng theo quy định ở đây á, thì gia đình không tiếp xúc với phạm nhân quá 15 phút. Dạ em biết rồi, anh yên tâm đi. Vậy thì bây giờ cậu có thể đưa gia đình xuống gặp phạm nhân. Dạ. Em đi nhanh. Dạ. Cảm ơn các bạn. Hả? Mẹ. Mẹ biết hết rồi hả? Mẹ đốt nó đi. Mẹ đốt nó đi mẹ ơi. Mẹ đốt nó đi. Con xin mẹ, mẹ đốt nó đi mẹ ơi. Mẹ đốt nó đi. Không. Mẹ không đốt nó đâu. Chắc chắn nó sẽ giúp được cho con. Mẹ sẽ giao nó cho luật sư. Không. Nó sẽ giúp được cho con trong việc kháng án mà. Không. Mẹ nghe con nói nè. Đối với con bây giờ, sống chết không có quan trọng nữa. Cái con đang bận tâm bây giờ là con không có làm trọn chữ hiếu với mẹ. Mẹ. Mẹ ơi. Nhưng mà vì con làm là con muốn ra đi trong thanh thản. Con không muốn là đến khi con chết mà con phải mang theo cái quá khứ khốn nạn đó đâu mẹ ơi. Không. Mẹ không thể làm như vậy được. Mẹ không cho phép mình trong lúc sinh tử của con mà lại ích kỷ như vậy. Mẹ không làm được đâu Nguyệt à. Sự đau khổ của con, sự nhục nhã của gia đình, mẹ bất chấp hết. Chỉ cần con được sống thôi. Hiện tại bây giờ tâm lý của bị cáo không ổn định, không có tinh thần để hợp tác cô à. Cậu có thể kêu tên con Nguyệt thay cho hai chữ bị cáo hay không? Chứ nghe hai cái chữ đó tôi sợ quá. Dạ được. Nhưng khi tham dự phiên tòa thì phải gọi đúng bộ luật hình sự cô ạ. Tôi hiểu rồi. Cậu nói tiếp đi. Hiện bây giờ điều cần làm, chúng ta phải quay lại Sài Gòn để tìm một số nhân chứng phục vụ cho việc khai sáng nguyên nhân dẫn đến chuyện Nguyễn dấp vào con đường ma túy. Cô à, vậy cô có biết trong quá trình Nguyệt sống ở Sài Gòn, Nguyệt đã từng kết thân với ai không? Theo tôi biết được thì nó có cô bạn thân tên là Thanh và một người phụ nữ tên Tư, mà con Nguyệt hay gọi là chị Tư, ở bến xe miền Đông. Dạ thưa cô, khó khăn của tụi con bây giờ là không biết người tên Thanh và người mà Nguyệt gọi là chị Tư hiện đang ở đâu. Vậy cô có thể nào cùng tụi con lên Sài Gòn để tìm hai người đó được không? Mình phải đi Sài Gòn thiệt sao? Dạ đúng. Dạ tụi con phải đi Sài Gòn thu thập ý kiến và nhân chứng về lối sống và nhân cách của Nguyệt trước khi Nguyệt gây án. Cho nên ngày mai tụi con phải đi Sài Gòn bắt tay vào việc. Cô có thể giúp tụi con đi cùng với tụi con được không? Nếu có thể làm gì để giúp con Nguyệt, tôi sẽ sẵn sàng. Cảm ơn anh. Chúc anh chị có một kỳ nghỉ vui vẻ. Ừ, cảm ơn em. Mình đi con. Dạ, mình đi thôi cô. Cô đã từng lên Sài Gòn bao giờ chưa? Đây là lần đầu tiên đó con. Mà sao hồi đó Nguyệt sống trên này cô không lên thăm vậy cô? Tại thời gian đó cô không có điều kiện và cũng không sắp xếp được công việc. Dạ. Ở trên thành phố này náo nhiệt và đầy cạm bẫy. Những người con gái tỉnh lẻ lên đây mưu sinh mà không tỉnh táo thì rất dễ bị sa ngã lắm cô à. Con nói đúng đó. Dạ. Vô ngồi nghỉ đi cô.
Tạm thời cô ở đây ít ngày nha. Khi nào tìm thấy nhân chứng thì con với cô sẽ gặp gỡ và làm việc chung luôn. À, con có dặn nhân viên lễ tân rồi. Cô có cần gì thì cứ gọi tiếp tân rồi nhờ họ giúp đỡ nha. Còn bây giờ tụi con phải về nhà đây. Cả tuần rồi tụi con chưa gặp gia đình. Cô biết rồi, cô yên tâm đi. Thiệt, hai mẹ con cô làm phiền con quá. Dạ đâu có gì đâu cô. Coi như cũng là một cái duyên. Thôi, con phải đi xuống đây. Anh Long đang đợi ở dưới. Cho cô gửi lời hỏi thăm gia đình con với lại gia đình cậu Long luôn nha. Dạ, con cảm ơn cô. Cô nghỉ ngơi đi nha. Chị có mỗi bé Khanh là sướng nhất nha. Chị hai á chỉ mua quà cho mỗi bé Khanh thôi đó. À, chị hai về. Chị hai mua quà cho con hả mẹ? Đúng rồi. Chị hai nói với mẹ là chỉ có mỗi mình Khanh á là có quà thôi. Chị Khanh á xinh nhất nhà nè, rồi Khanh đáng yêu nữa. Nhưng mà con phải chịu khó tập vật lý trị liệu thì chị hai sẽ cho con đi chơi. Con chịu không? Dạ chịu. Vậy chị hai và cả nhà mình cùng đi chơi nha. Ừ, đúng rồi. Nếu như chị hai lấy chồng á thì chắc Khanh buồn lắm ha. Ơ, chị hai về kìa. Về đây. Con gái, đâu, để ba coi nữ luật sư trẻ của ba như thế nào sau chuyến công tác xa trở về. Ba có khỏe không? Khỏe, ba khỏe con à. Bé Khanh. Để chị hai chút. Chị hai có quà cho Khanh kìa. Chị hai chỉ có mua quà cho Khanh thôi đó. Em thương chị hai lắm á. Tại sao có mình em có mà sao cả nhà không có vậy trời? Chị hai chỉ còn tiền mua cho nhà Khanh thôi. Mẹ. Quà. Thằng Đăng á, nó tới nó đón con từ sáng sớm đó. Dạ con chào hai bác. Chào con. Em chào anh. Anh sao em về mà không báo để anh đi đón? Cảm ơn anh. Vì em phải đi cùng thân chủ, rồi em phải thu xếp chỗ ăn chỗ ở cho họ nữa, nên là em không kịp báo cho anh. Vậy là thân chủ của em cũng lên Sài Gòn với em. Vậy em còn phải... Em vẫn chưa xong việc. Về Sài Gòn chỉ là tìm kiếm một số nhân chứng thôi. Thôi, con ra làm sao rửa mặt đi, cho tỉnh táo rồi ăn cơm. Về tới nhà rồi, việc đâu còn có đó, đúng không? Mẹ con nói đúng đó. Đăng, con xách đồ cho em quà lên. Con xuống ăn cơm, chiều ba còn đi công tác nữa. Dạ, dạ. Con lên phòng nha ba. Con lên phòng nha mẹ. Dạ con xin phép. Mẹ. Anh nè, anh phải hiểu cho em. Tại vì em mới ra trường và cần nhiều kinh nghiệm để làm việc. Là một người kinh doanh nên anh không thể hiểu được công việc của em. Ngay lúc đầu anh đã nói về những hạn chế trong việc phụ nữ chọn ngành luật. Em nói với anh sao? Em nói là chắc như đinh đóng cột, em mở văn phòng chỉ để làm tư vấn, chứ không hề nói là sẽ đi thực tế. Giữa kiến thức và thực tế nó khác nhau nhiều lắm anh à. Em cần phải thực tế thì mới có kinh nghiệm để tư vấn luật được chứ. Em đang ngụy biện cho việc làm của mình. Em hãy đặt cảm giác vào vị trí của anh đi. 7 năm chờ đợi, kết quả là như thế này à? Em xin lỗi anh. Em biết. Nhưng mà em vẫn nói với anh rằng nếu như em làm anh khó chịu hoặc là
anh không thể chờ đợi em thêm được nữa. Thì anh vẫn có được sự lựa chọn khác mà. Sao em cứ nói theo kiểu ngang ngược vậy? Nếu em cứ giữ quan điểm của mình thì khó giữ được hạnh phúc của tụi mình đó. Em nghĩ hạnh phúc là chia sẻ và hiểu nhau. Bao nhiêu năm rồi, tại sao anh vẫn không thể thay đổi được suy nghĩ của anh vậy? Em cứ làm những gì em cho là đúng. Còn anh thì mức độ kiên nhẫn có hạn. Em suy nghĩ kỹ đi. Anh, Hoa. Mẹ. Bộ con với thằng Đăng có chuyện gì sao? Không có gì đâu mẹ. Thôi, con đói bụng rồi, mình vô ăn cơm nha mẹ. Ông bà bên đó điện thoại cho ba con mấy lần, hỏi về chuyện của hai đứa con. Con bắt thằng Đăng chờ con đến khi nào nữa? Mẹ à, con đã nói với mẹ rồi, con không thể nghĩ tới chuyện cưới xin khi mà công việc con chưa ổn định đâu mẹ. Mẹ biết, nhưng mà con thì như vậy. Thôi mà mẹ đừng có nói chuyện này nữa. Con không hiểu tại sao cả nhà cứ áp lực và căng thẳng với con như vậy. Thời buổi bây giờ rồi chứ đâu phải như ngày xưa nữa đâu mẹ. Thời nào cũng vậy thôi, phụ nữ công việc gia đình phải đặt lên hàng đầu. Thôi, mẹ cứ coi như là bà mụ nặng nhầm con đi. Thôi mẹ à, con đói quá rồi, mình vô ăn đi. Tôi nói rồi đó, tôi không có chấp nhận cái chuyện của cô đâu. Liệu cái hồn rồi, của cô đó. Con biết rồi mà mẹ. Ăn nhiều vô đi con. Nè, ăn nhiều vô một chút nghe không? Nè, cô dạ. Coi cái chén yến chưng xong chưa? Dạ xong rồi, con đem lên liền bà. Xong rồi đem lên liền nha. Dạ. Nè, ăn nhiều vô đi con. Nè. Được rồi, từ từ mẹ ơi. Mẹ làm như con nặng đó 5-4-5 sót lại không bằng vậy. Ăn kiểu này bộ thực chết còn gì nữa. Con ăn nhiều vô đi, bữa nay ốm nhơm ốm nhách rồi đó. Lên soi gương đi kìa, mới đi có mấy bữa mà mặt mày tàn tạ hết à. Trời, không dám đâu, vẫn đẹp trai phong độ nha. Chứ, không dám đâu. Bà nói đúng đó, cậu đi mới có mấy ngày mà cậu ốm nhơm, nhìn cái mặt thấy gớm lắm á. Nói thiệt với cậu nha, hình tượng của cậu ở trong tôi là mất tiêu rồi đó. Đừng chơi bở nha. Ra ngoài Vũng Tàu á, gái Vũng Tàu xếp hàng dài dài đó, mà con không chịu gật đầu á mẹ. Cậu hả? Cậu đi Vũng Tàu cậu có bị té không? Làm gì té? Thấy cậu bị đứt dây thần kinh khiêm tốn á. Chuyện này kỳ quá nha. Ủa, ba chưa về hả mẹ? Chắc bữa nay ba về sớm á, vì mẹ gọi điện thoại nói với ba là có con về. Ủa, bữa trước gọi điện là nói là hôm nay sẽ về mà ba không báo gì hả? Ủa, sao ba không nói gì hết trơn vậy? Là mẹ cứ tưởng là con về bất ngờ. Coi như là bất ngờ đi. Gần 30 rồi mà cứ y như là con nít vậy à. Đó, biết bao giờ mới có cháu cho mẹ ẵm đây. Mẹ mà không đề phòng con hả? Đến bữa nào đó thấy con giác con bầu nào tới á thì đừng ngạc nhiên nha. Trời. Bà bị đứt thêm sợi nữa rồi đó. Cậu ăn yến đi cậu, ăn để phục hồi lại dây thần kinh khiêm tốn. Chị á. Anh lấy những thông tin này ở đâu vậy? Anh đang tận dụng mối quan hệ của ba anh trong ngành. Tuy nhiên, đây là dự án tương tự thôi, để cho em tham khảo dự án của mình. Em hiểu rồi. Anh Long nè. Gì em? Anh có nghe được thông tin gì về Thanh chưa? Biết ngay là em sẽ hỏi vấn đề này mà. Đây. Em coi đi. Đây là địa chỉ của Thanh hả anh?
Vậy mình đi tìm Thanh đi. Từ từ, uống cà phê xong rồi đi. Anh Long ơi, hình như là địa chỉ này nè. Đúng rồi, đúng là cái phòng trọ này rồi. Anh Long ơi, nếu mà theo địa chỉ á, thì đúng là căn phòng này rồi. Mà giờ này cô ta đi đâu vậy? Hả? Em chào chị. Chị làm ơn cho em hỏi, chị có biết ai tên Thanh không? Con Thanh phòng đó đúng không? Dạ đúng rồi. Đi đâu mấy ngày nay không thấy về? Vậy chị có biết Thanh đi đâu không chị? Nó đi đâu kệ nó, liên quan gì mà tìm. Không phải một sớm một chiều mình tìm được đâu. Thôi, mình về đi. Dạ. Anh, hay là mình ghé vô đây hỏi thử đi. Chị ơi, làm ơn cho em hỏi thăm. Bán cho gói ba số đi chị ơi. Rồi, đợi xíu. Chị sống ở khu này hả? Ừ. Chắc chị biết hết mọi người ở trong này. Ừ. Chị có biết ai tên Thanh không? Mà cậu tìm Thanh nào? Thanh ở bên phòng này nè chị. À, Thanh Tiger chứ gì? Dạ dạ. Vậy chị có biết Thanh đi đâu không hả chị? Nó đi đâu ai biết được, nó có chân thì nó đi chứ. Dạo này á, có mấy thằng xăm mình á, tới đó nó đi đâu á, chắc nó đi ba hay đi đâu á, mấy ngày nay không thấy nó về. Chắc là giao du với khách rồi ở khách sạn luôn rồi đó. Dạ em cảm ơn chị ạ. Anh à, đám cưới của mình về lại cuối năm nha anh. Em nói cái gì? Em nói là hay là mình để cuối năm cưới. Mình đã thông báo cho mọi người biết hết rồi. Giờ em nói quản. Quản là sao? Em nói rõ đi. Dạ thì em... Hay là em có người khác rồi? Anh đừng có suy nghĩ như vậy. Chẳng qua thời gian này em đang bận vụ án, cho nên là em không có thời gian. Đám cưới là chuyện quan trọng một đời người, mà em nói không có thời gian là sao? Thôi, mình đừng bàn chuyện này ở đây nữa. Em nghĩ lại đi, không có vụ án này thì có vụ án khác. Sao anh nói gì kỳ vậy? Chuyện này liên quan tới mạng người mà. Em xin lỗi, em có điện thoại. Alo, em nghe nè anh Long. Chị gì anh? Dạ, em tới liền. Xin lỗi anh nha, em có cuộc hẹn gấp, em phải đi liền. Em lại hẹn hò với Hoàng Long.
Sao anh biết? Anh ta giống người yêu em hơn là anh. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Em sao vậy? Bộ có chuyện gì mà không nói câu nào vậy? Chỉ là chuyện cá nhân của em thôi, chứ không có gì đâu. Có phải chuyện rắc rối của em với Hải Đăng không? Sao anh biết? Hai người sắp đám cưới rồi mà em suốt ngày cứ đi với anh như vậy á, anh e là... Anh đang là một người hiểu chuyện, em nghĩ sẽ không có gì đâu. Anh tính vậy đi, hay là chuyện của Nguyệt á, cứ để anh lo. Em tập trung lo đám cưới đi. Không được, em không thể làm việc bỏ dưới chừng như vậy được. Việc công việc tư rõ ràng. Thôi anh lo lái xe đi, đừng nói tới chuyện này nữa. Có người ở nhà anh ơi. Hai người là ai? Bà vô nhà tôi vậy? Chào cô. Tôi là Hoàng Long luật sư, còn đây là Khánh Hòa đồng nghiệp của tôi. Tôi nhớ tôi không có bạn là luật sư. Vậy cô có quen ai tên Nguyệt không? Nguyệt? Chị Nguyệt làm sao? Cô ấy phạm tội giết người. Giết người? Tại sao như vậy được? Chị ấy là người tốt mà. Cô bình tĩnh đi. Thanh à, cô đừng buồn nữa, mọi chuyện đã xảy ra hết rồi. Bây giờ chúng tôi muốn tìm hiểu rõ nguồn gốc của sự việc để giảm nhẹ tội của Nguyệt đây. Vậy bây giờ hai người muốn tôi giúp việc cho hai người? Chúng tôi muốn tìm hiểu rõ cuộc sống của Nguyệt trước khi cô về nhà. Hai người đi về đi, tôi không thể giúp gì được cho hai người hết đó. Đi về đi. Về hết đi. Hai người về hết đi. Kết quả đi gặp Thanh sao rồi con? Không như mong đợi cô à. Thanh không chịu hợp tác. Sao lạ vậy? Thanh với Nguyệt thân thiết với nhau như chị em mà. Bởi vậy con cũng thấy thái độ của Thanh rất kỳ lạ. Cô ấy rất đau khổ khi biết được sự việc của Nguyệt, nhưng khi hỏi tới mối quan hệ thì cô ấy lại thay đổi 180 độ. Chắc là có quẩn khúc gì đó mà Thanh không dám nói cho mọi người biết. Dạ, anh Long đang tìm hiểu việc đó đó cô. Ngồi chờ đợi vậy hoài, cô thấy sốt ruột quá hả? Hay là cô với con đi ra bến xe miền Đông để tìm dì Tư đi. Người từng giúp con Nguyệt rất nhiều trong thời gian đầu nó đặt chân lên Sài Gòn đó. Dạ, để con gọi điện cho anh Long. Alo, anh Long hả? Anh cho hỏi có biết quán Bà Tư bên này không? Không, không, không biết anh ơi. Đi con. Thôi mình đi vòng vòng mình hỏi thử con. Anh cho hỏi ở đây có ai tên là Bà Tư mà bán ở khu vực này không anh? Ở đây nhiều Bà Tư lắm. Anh muốn hỏi Bà Tư nào? Đi bên này, anh. Đi bên này, anh. Đi bên này, anh. Đi bên này, anh.
Không ngờ cuộc sống ở đây phức tạp quá. Tội tại cô đã khiến cho con Nguyệt phải sống ở đây một thời gian dài. Tôi không có biết, qua hỏi bên kia kìa. Anh có biết không? Qua bên kia hỏi thử đi. Dạ vậy. Có không anh? Chứ tôi không biết. Dạ cảm ơn anh. Dạ thôi bây giờ mình đi qua bên kia mình hỏi thử coi. Đi mình đi cô. Dạ. Cô góc này nè. Dạ con chào cô. Cô ơi cho con hỏi thăm xíu cô. Dạ. Dạ mời cậu vô uống nước. Cô cho con hỏi thăm, cô có phải là cô Tư không ạ? Đúng rồi. Cậu là ai? Kiếm tôi có chuyện gì? Cô cảm ơn chị đã giúp đỡ con gái tôi. Chị là ai? Mà con gái của chị tên là gì? Sao lại kiếm tôi? Con gái tôi là con Nguyệt đó chị. Là con Nguyệt? Dạ. Mời chị vào. Tôi lặn lội từ Long Hải vô tới đây là để chỉ mong gặp chị. Vì bấy lâu nay khi con gái tôi vô trong này, cuộc sống nó như thế nào, tôi làm mẹ mà không hề hay biết. Tôi là một người mẹ không ra gì. Chị làm ơn nói cho tôi biết đi, sao chị gặp được con Nguyệt vậy? Tôi với con Nguyệt gặp nhau cũng là cái duyên. Nhớ lúc đó dạ không ạ. Xe ôm không cô? Dạ không cần ạ. Đi đứng như vậy vậy? Xin lỗi chú. Chị ơi, mua mẹ mấy tờ giấy số chị. Chị không có mua, em đi bán chỗ khác. Thôi đi giùm em đi. Nếu không bán được về chủ, chủ về chủ đánh em, không cho em ăn cơm nữa. Thôi chị không mua đâu, em đi bán cho người khác đi. Bán được em bán rồi, năn nỉ làm gì? Ba mẹ đâu mà để cho em đi bán vậy? Em không có ba. Mẹ em thì đi bán giống em rồi. Vậy mẹ em đi bán ở đâu? Em đâu có biết đâu. Chắc bán vòng vòng đi à. Chị có mua giúp cho em không? Chị xin lỗi nha, chị không có tiền. Không mua nãy giờ hỏi nhiều quá à. Chị ơi có tiền cho em mấy ngày. Chị không có tiền. Chị không có tiền là chị nói xạo. Chị nói thiệt mà, chị không có tiền trong người. Chị mà không có tiền sao?
Vậy chị lên Sài Gòn chi vậy? Nãy giờ tôi thấy bà đứng ở đây, bà xảo quá à. Rớt cái bóp nè chú ơi. Cảm ơn con nha. Dạ không có gì chú. Thuốc lá cà phê đi. Thuốc lá cà phê đi. Lấy con hai chai nước cô ơi. Ừ, đợi một chút nghe. Cho con gửi 10.000. Dạ. Cảm ơn nha. Em ơi, dậy. Đứng dậy. Nhanh lên. Đau con chú ơi. Đây là chỗ mày nằm hả? Đi chỗ khác chơi. Chú ơi, cho con ngồi nghỉ chút xíu đi chú. Chút xíu cái gì mà chút xíu? Từ sáng tới giờ mà chút xíu hả? Tại con không có chỗ nào để đi hết á. Chú cho con ngồi nghỉ đỡ chút xíu được không chú? Đây không phải là phòng trọ. Muốn nghỉ thì nghỉ, muốn nằm thì nằm. Bộ, muốn làm ăn đây hả? Dạ, đúng rồi đó chú. Chú có biết chỗ nào làm gì, chú chỉ với con đi chú. Giỡn mặt với tao hả? Làm con khỉ gì? Dạ. Biến. Đi, mẹ lên. Mẹ lên mày. Đau quá chú ơi. Mày giỡn mặt với mày hả? Chú ơi, chú. Chỗ nào mày mà chỗ mày chơi nha. Chú, mẹ lên. Chú nghe này nè. Chú ơi, chú. Nhỏ này là cháu tôi, ở dưới quê mới lên. Sao không nói sớm? Dạ, tại nó lên gấp quá, tôi chưa kịp báo cho chú biết. Chú thông cảm nha. Cảm ơn chú. Nè. Nó nghe nè, đi qua quán của dì Tư đi con. Đi. Con cảm ơn dì. Không có sao hết á, đi. Ở đây nè, ngồi nghỉ chút đi con. Để dì vô lấy nước cho con uống nghe. Uống nước đi con. Dạ thôi, con cảm ơn dì, con không có khát. Uống đi. Từ sáng giờ dì có thấy con uống miếng nước nào đâu mà không khát. Có miếng bánh mì chút xíu à, mà cũng làm khách nữa. Dì ơi, uống nước này có phải trả tiền không dì? Con không có tiền đâu. Không, dì mời con đó. Uống đi, rồi nói cho dì biết con từ đâu tới, rồi gia đình ở đâu mà lại lang thang vậy. Nếu vậy dì cho con xin nha. Dì cho con xin thêm miếng nữa được không dì? Đó, thấy chưa, vậy mà nói không khác. Chờ dì một chút nghe. Dạ. Nè, uống thêm đi con. Dạ. Yeah.
Dì ơi, cái ông nãy ông dữ quá vậy. Công việc của người ta là bảo vệ mà. Mà con từ đâu tới vậy? Có người thân ở Sài Gòn không? Tư thấy con ngồi riết từ sáng tới giờ á. Con ở dưới mới lên. Con không bà con gì hết á. Có mình con à. Bộ con bỏ nhà đi bụi hả? Trời ơi, sao mà con nghĩ đơn giản quá vậy? Rời xa vòng tay cha mẹ là khó khăn, là cạm bẫy lắm nha không con? Sao con hồ đồ quá vậy? Con cũng không biết. Nhưng mà con thấy con bỏ đi thì tốt hơn. Đứa nào bỏ đi mà không nói như vậy? Vô thành phố không tiền, không bạn, không người thân thích, con sống làm sao giữa chốn phồn hoa đây? Hay là muốn làm cái bang? Chứ con không còn lựa chọn nào khác. Con sẽ làm bất cứ chuyện gì để mà sống được, miễn có tiền là được rồi. Mày mốt mà con kiếm được tiền hả, con đón mẹ con lên Sài Gòn sống. Cuộc sống không có đơn giản như con nghĩ đâu. Ai ly cà phê đá đi dì Tư. Dạ. Con ngồi chơi chờ dì một chút nha. Dì Tư ơi, có gì cho con phụ dì Tư nha. Vậy con rửa ly được không? Dạ được. Vậy con vô phụ rửa ly đi. Dạ. Đi. Mấy cháu uống gì? Hai ly cà phê đá. Rồi có liền. Mà nè, con tên gì vậy? Dạ, con tên là Nguyệt. Tại vì hồi đó con nghe mẹ con kể, mẹ con đẻ con trong một đêm trăng sáng lắm, cho nên mẹ con đặt con tên là Nguyệt. Nguyệt, tên cũng đẹp, nhưng mà buồn quá. Con cũng thấy như vậy. Con thấy cuộc đời của con buồn quá. Rồi tối nay con định ngủ ở đâu? Rồi cuộc sống ngày mai của con sao? Tối nay chắc con ngủ trên ghế đá ngoài kia kìa. Ngày mai con sẽ đi kiếm việc làm. Khi nào mà có tiền rồi á, con sẽ kiếm phòng trọ con ở cái gì. Trời, sao nghe nói giống trong truyện tranh quá vậy? Con ngủ ngoài đó đâu có được. Vậy thôi, để lát dọn hàng á, rồi dì Tư dắt con qua nhà mấy người bạn của Tư, coi có phòng trọ nào nhỏ nhỏ cho con ở, ở đỡ rồi tính tiếp. Rồi nếu mà chưa có việc làm á, sáng mai qua đây phụ với dì Tư buôn bán ngang. Dì Tư, sao mà dì tốt với con quá vậy dì Tư? Tư cũng không biết nữa, chắc là do có duyên gặp con đó. Thôi lo rửa đóng đó đi, rồi dọn hàng. Tư dẫn con đi coi phòng trọ ha. Dạ. Sao con lại vô đây? Con cũng không biết nữa. Chỉ là con muốn kiếm tiền thôi à. Tiền ai cũng thích, nhưng mà ở tuổi của con đâu phải tuổi kiếm tiền. Dạ nhưng mà Tư ơi, sáng nay con thấy mấy đứa bé bán trong bến xe, có nhiều đứa nó còn nhỏ hơn con nữa, nhưng mà nó cũng kiếm ra tiền á. Đó là do nhận thức của cha mẹ kém, nên mới để lũ trẻ ra ngoài đường ăn xin lòng thương. Chứ tương lai của lớp trẻ là học hành, và chỉ có học hành thôi con à. Dạ đúng rồi. Con biết chuyện nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy à Tư ơi. Con thông minh lắm, nhưng mà con phải cố gắng né tránh những gia dấp trong môi trường này nha. Tư sẽ tìm cho con một căn phòng trọ nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà ít ra còn có chỗ để mình đi đi về về. Tư ơi, Tư kiếm nhà cho con á. Tư ráng kiếm nhà rẻ thiệt rẻ nghe Tư. Tại vì con có nhiêu tiền để trả tiền phòng trọ? Con còn có khoảng 300.000 à Tư ơi. Thôi được rồi, để đó Tư lo cho. Có gì thiếu á, Tư cho con mượn, rồi chừng nào có con trả lại cho Tư. Còn công việc á thì tạm thời á, con cứ ra phụ Tư đi.
rồi từ từ mình sẽ tìm việc thích hợp hơn. Từ ơi Từ, sao Từ là người dân mà Từ tốt với con vậy? Trời, có gì đâu. Thôi đi. Thôi lẹ đi con, trễ rồi. Dạ con cảm ơn Từ. Hai cô đi đường này nè. Phía này nè chị Tư. Người ta mới trả nhà hôm nay. Nó còn xô bộn lắm. Có gì chị thấy được tôi dọn dẹp sao ha. Vô trong xem đi chị. Phòng này á có một cô gái vừa trả xong. Nó lấy chồng rồi, nó không ở nữa. Chỉ có cái phòng này á là giá thấp thôi. Mấy cái phòng khác á là giá hơi cao. Giá bao nhiêu vậy chị? Trời ơi, ai chứ Tư làm sao mà tôi lấy giá cao được. Tôi lấy 500 tháng, cọc trước 1 tháng. Hả? Tư ơi Tư, cọc trước làm sao hả Tư? Ủa, bộ cô bé này chưa có thuê nhà hay sao á? Tiền cọc trước 1 tháng để phòng ngừa tiền điện nước cho những người bỏ đi mà không thông báo. Nếu mà khi nào mà con á không thuê nhà nữa á thì con phải báo trước cô nửa tháng, cô sẽ trả tiền cọc lại cho con. Tư ơi, con không đủ tiền đặt cọc đâu Tư. Để yên, Tư nói chuyện cho. Dạ. Đây là cháu gái của tôi dưới quê mới lên. Kêu nó về nhà ở, nó không chịu. Nó thích tự lập hà. Bây giờ vậy nghe. Cái căn phòng này tôi chịu rồi đó. Nhưng mà giá hơi cao. Thôi 400 đi ha. Khỏi cần đưa tiền cọc trước. Chỗ quen biết, tôi bảo lãnh cho cháu tôi. Ngày mai á, chị cho người qua đây quét dọn cho sạch sẽ. Rồi quét mấy cái mạng nhện này nè. Cái la phong nữa, chị đóng lại giùm tôi cho bụi nó khỏi rớt xuống. Với lại ở đây muỗi nhiều quá, sẵn chị cho người vô xịt muỗi luôn giùm tôi nha. Trời ơi, chắc quá. Thôi giờ vậy đi. Tiền phòng á thì 500 ngàn tháng. Điện nước á thì tôi tính riêng. Tiền cọc á thì tôi khỏi cần lấy. Tôi biết làm sao không? Tôi coi theo mặt á nên tôi mới không lấy tiền cọc. Chứ mấy đứa ở phòng khác á, đứa nào đứa nấy phải y như lời tôi vậy á. Con thấy sao Nguyệt? Dạ, tôi thấy ổn là được à. Con không có biết. Vậy là cháu của tôi nó đồng ý rồi đó. Ngày mai á, chị nhớ làm theo lời tôi nói đó nha. Nè, thôi bây giờ con tranh thủ á, tắm rửa nghỉ ngơi đi. Bây giờ Tư về, sáng mai qua phụ bán quán Tư nha. Dạ, con cảm ơn Tư nhiều, ngày mai con sẽ qua sớm. Trời ơi, cháu Tư á, xinh gái mà lại để phép nữa. Ráng mà sống tốt đi, kiếm một thằng Việt Kiều á, mà xuất ngoại cho nó sướng cái tấm thân. Cưới mấy cái thằng mà bê bết á, ăn á, rồi nhậu nhẹt, mệt lắm. Con đói bụng không? Dạ không, con còn no lắm. Hồi nãy con ăn ổ bánh mì với uống nước mà Tư cho, giờ cũng còn no. Trời ơi, nghe thấy tội nghiệp quá à. Thôi, một lát cô cho con một tô bánh canh. Hôm nay ở nhà cô nấu bánh canh. Đợi chút xíu đi, cô đem qua cho. Cô về nha con. Dạ. Nè nè nè. Dạ nè. Con á, đừng có ăn uống bất cứ thứ gì của người lạ nghe không? Ủa, hồi sáng con cũng uống nước mà Tư cho đó. Tư khác, người ta khác. Con nhỏ này, nhớ nghe không? Thôi, rồi lo vô tắm rửa, sắp xếp ngủ nghỉ đi. Nói nghe nè. Dạ. Khi nào con vô trong á, con nhớ khóa cửa lại cho thật chặt. Rồi đi ra ngoài cũng phải khóa cửa lại cho cẩn thận nghe không? Dạ, con biết rồi. Tôi về nghe. Dạ. Rồi, thôi vô đi. Dạ. Vô đi. Tư ơi, vậy là không ăn bánh canh được hả Tư? Không có được mà. Đi vô đi. Dạ.
Trò gì vậy? Không thấy tao hứng đến giặt đồ trước hả? Ngày nào mày cũng đem thao đồ ra mày giặt hết trơn á, ai đợi hoài cho nổi chứ. Ủa, tao đi thuê nhà hay tao ở nhờ nhà mày vậy? Mỗi lần tao giặt đồ tao phải xin phép mày nữa hả? Bây giờ mày muốn sao? Tao không có làm gì mày á thì mày đừng có đụng tới tao. Ai ra trước á thì sử dụng trước, mày ra sao thì ráng chịu. Mày còn nói cái gì nữa? Sống tập thể phải biết điều, nhìn nhau mà sống. Buổi sáng ai cũng bận rộn hết, mày không thấy hả? Thấy gì? Mày bận với tao không bận hả? Đúng là cái đồ. Mày nói cái đồ gì mày? Tao bỏ qua cho mày nhiều lần lắm rồi nha. Mày tính không? Con quỷ, mày tưởng tao dễ ăn hiếp hả? Nè nè nè, hai cái con kia, tụi mày làm gì vậy? Tối ngày cứ chửi nhau hoài. Dọn đi chỗ khác mà ở đi. Má mày, hôm nay á tao về mặt như vậy á là đủ rồi. Lần sau á tao rạch mặt mày ra đó. Đúng là đội cái đứng đường không học thức. Mày nói ai đứng đường mày? Nè, tao nói tụi mày thôi đi không? Mày có muốn đâu hả? Tụi mày nghe không? Hả? Con Thắm đi vô phòng ngay. Coi chừng tao nha mày. Đúng là cái đồ á, ăn cơm người, bận quần áo người, mà suy nghĩ không có bằng người gì hết á. Chỉ biết tranh giành lợi ích cá nhân thôi à, không có nghĩ tới người khác gì hết. Ơ, trời đất ơi, hết đúng của tao rồi. Tháng này á tao cộng thêm tiền nhà, tiền nước, tiền điện cho tụi bay nè. Quỷ gì đâu không à, bực mình à. Nguyệt ơi, dậy chưa nè? Dạ. Dạ, có chuyện gì hả cô? Hôm nay con có ra quán bà Tư không hay là ở nhà nghỉ ngơi? Dạ không, con tính ra giờ. Vậy nếu mà con đi ra thì con để cửa. Để hồi nữa cô kêu người vô đây để xịt mũi. Hôm nay ở đây á mũi quá trời mũi. Dạ con biết rồi. Ừ. Con cảm ơn cô, con ra rửa mặt nghe cô. Ừ. Đứa nào mới dọn vô đây á cũng ngoan ngoãn, dạ dân không à. Được thời gian á riết rồi cũng chán, ó đâm gì đâu. Tránh ra nè, lẹ đi ăn trưa không ơi. Dì Tư. Ủa, dậy rồi hả con? Dạ. Hồi hôm ngủ có được không? Dạ, chắc tại lạ chỗ nên con ngủ không ngon lắm. À Tư ơi, trong phòng trọ của con á chuột quá trời nên có lúc rút cả đêm á. Bởi vậy Tư mới dặn con là đóng kín cái cửa lại. À Tư, hồi sáng này ở phòng trọ của con á người ta đánh lồng sùm luôn á Tư. Ai vậy? Con cũng đâu biết đâu, chắc là mấy người trọ ở phòng á. Ui, khu lao động mà phức tạp vậy nhiều tai nạn lắm, con nên tránh xa những việc như vậy. Bà Tư, không bà có tốt đâu. Xe Gia Lai Thành Nam. Hả? Kêu ba chai nước ngọt, một ly cà phê đá với lại một đứa con mèo bưng liền cho khách nha Tư. Rồi cảm ơn con ha. Dạ, cho con cục kẹo nè. Dạ con cảm ơn Tư. Dạ con lấy về Tư cái khay đi. Dạ ở đâu Tư? Ở bên kia kìa. Dạ. Con ở lại phụ bán nha, tôi bưng nước cho khách rồi tôi về liền. Dạ. Cho xin miếng trà đây. Dạ. Dạ, mời chú. Cảm ơn. Cho ly cà phê đi. Ủa, dạ. Mấy bữa bà Tư bán mà. Bà Tư đâu? Dạ. Dạ, giờ con bán thay vì Tư có một chút à. Chú đợi con xíu nha. Cái gì
con gửi chú. Lấy chú gói mèo luôn con. Dạ. Dạ đây chú. Chú ơi chú. Chú chưa trả tiền mà. Sao phải trả? Chú mua đồ chú phải trả tiền chứ. Sao chú hỏi gì kỳ vậy? Nói với bà Tư á, chú Hai bảo vệ con lấy gói thuốc với lại cà phê, như vậy được rồi, không phải trả tiền. Không được đâu chú ơi. Nếu mà chú nói là Tư không lấy tiền chú á, thì chú đợi Tư về đi rồi chú hãy mua nha. Còn chú mua của con á thì chú phải trả tiền đi. Chứ không thôi hồi về con biết nói chuyện với Tư làm sao đâu. Cô vừa phải thôi. Thôi được rồi, tôi sẽ nói chuyện này với chị Tư. Trả nè. Ủa, chuyện gì vậy con? Tư, chuyện gì vậy chú? Bà hỏi nhỏ cháu bà. Tư, chuyện gì vậy? Chú mua đồ mà không trả tiền á Tư. Xin lỗi chú nha, tại cháu nó mới tới nên nó không có biết. Đây nè, cà phê với lại thuốc lá, cầm đi. Đó là lỗi của tôi chứ không phải của nó. Chú thông cảm nha. Không có cần nha chú. Ủa, kỳ vậy Tư? Con qua đây, tôi nói chuyện với con chút. Đi. Dạ. Con nè, cái ông hồi nãy á, là ông Khang, bảo vệ bến xe này nè. Ông hay đến đây á, để mà mua cà phê với lấy thuốc lá, không có trả tiền. Sao mà kỳ vậy Tư? Mua đồ mà không chịu trả tiền cho người ta gì hết. Buôn bán ở đây á, lúc nào cũng phải có bảo kê như vậy á. Biết điều á thì gặp nhiều may mắn. Chà, nắng và nóng quá. À mà nè. Dạ. Hay là con buôn bán trong bến xe này luôn nha. Bán gì giờ Tư? Con làm gì có tiền đâu mà mua với bán. Không, bán cà phê dạo vòng vòng trong bến xe này thôi à. Vốn ít lắm. Thời gian đầu á, con chịu khó con lấy 5-3 ký cà phê, con pha bán hàng ngày được rồi. Chừng nào mà hết á, con lấy tiếp, không có cần vốn nhiều đâu. Vậy hả Tư? Tư thấy là con làm được hả Tư? Được chứ, con lanh lẹ mà. Chịu khó là được hà. Nè, chiều nay á, Tư dẫn con đi mua đồ nha, rồi bán thử còn sao. Nhưng mà con lo quá à. Trời ơi, lo cái gì? Chưa làm thì mình phải thử mới biết được chứ. Tư, sao Tư mới gặp con mà Tư tốt với con quá vậy? Lỡ như con làm không được thì con sợ Tư buồn lắm. Tầm bậy nè, chưa làm mà đã sợ thì làm sao mà làm được. Coi như là Tư cho mượn vốn đi, khi nào mà con làm ăn có lời con trả lại cho Tư nha. Nguyệt nè, Tư thấy con có cái gì rất khác so với mấy đứa mà bỏ nhà đi bụi. Dạ, con không muốn vậy đâu Tư ơi. Thôi đi, Tư đừng nhắc tới chuyện đó nữa nghe Tư. Tư, con sẽ ráng làm. Con mà có tiền á, mai mốt con rước mẹ con vô ở với con. Hôm bữa tôi có giới thiệu một số người quen đến mua cà phê ở đây nè. Với lại cũng được tặng một số đồ khuyến mãi. Sao bữa nay không có gì hết vậy? Vậy khuyến mãi thì vẫn còn, nhưng chỉ áp dụng với những người mua số lượng lớn thôi cô à. Thường á, cô mua 3 ký, vậy thì được tặng một phin pha cà phê loại lớn. Còn cô mua trên 5 ký thì được tặng một lốc 6 ký ly. Còn á, cô mua trên 10 triệu á, được tặng một thùng đựng đá. Chứ còn cô mua có 1 ký à, sao tôi dám tặng được. Tôi biết là như vậy rồi, nhưng mà đây là cháu tôi, nó mới bán giai đoạn đầu hà. Không mấy có gì, anh vui với giùm nó nha. Thôi giờ như vậy, coi như tôi á ứng trước cho cô này hàng khuyến mãi với số lượng 10 ký. Tôi sẽ tặng cho cổ phin pha cà phê với 1 cái khay. Còn thùng đá thì tôi cho mượn, sau này cộng dồn và trừ vào hàng khuyến mãi sau. Vậy cũng được. Anh cân cho tôi 1 ký loại 3 nha. À, loại 3 hả? Đợi chút nha cô. Dạ. Trời vậy tôi lấy nha. Bán bến xe mà, khách không có yêu cầu cao đâu. Tư ơi Tư, hay là con nghĩ á, mình mua cái loại nào rẻ thiệt rẻ đi Tư. Đâu cần phải mua loại mắc đâu. Rồi, Tư biết mà, con yên tâm đi. Tư biết phải làm gì mà. Nè, lát nữa mình qua bên kia mua ít ly nhựa về để bán nữa đó. Tư, con ngại quá. Ngại cái gì mà ngại?
Ở đây nè. Dạ chào chị. Chị muốn gì không chị? Chị cho tôi đường cát trắng, 2 lốc ly nhựa, với lại một cái giỏ đựng đồ nữa. Dạ chị chờ chút nha. Ủa Tư ơi, mình mua giỏ làm chi vậy Tư? Mua cái giỏ đó để con bỏ đồ vô hết cho gọn, để xách đi bán chứ làm chi. Ủa con tưởng đâu là con để đồ quán Tư, xong rồi con đi rao vòng vòng, khi nào có người mua rồi con quay lại quán Tư con lấy chứ. Con để đồ ở chỗ Tư, xong rồi con xách cái giỏ, con đi mời khách vòng vòng con bán. Chứ để cái giỏ đó một chỗ, mắt con chạy đi chạy lại, rồi trong lúc chạy về người khác bác mất rồi sao. Ha, con hiểu rồi Tư. Ừ. Rồi sau đó đó, con mới lấy cái này nè, con nén nhẹ nhẹ vô. Đó, nếu mà con thấy nó hơi nặng nặng tay rồi á thì con bỏ ra. Sau đó con mới bắt đầu con chế nước sôi vô. Nhìn nè, con chế từ từ thôi nha, để cho nó ngấm từ từ xuống. Thấy chưa? Để cho nó ngấm dần dần, xong rồi con mới chế đầy luôn. Rồi xong con mới lấy cái nắp này nè, con đậy lại. Rồi con để ý coi nó thấm từng giọt, nó thấm xuống đều dưới ly á thì được. Nếu mà con muốn cà phê đậm đà một chút á thì con có thể cho thêm một chút xíu muối vô, mà đừng có nhiều quá nha, nó mặn chát đó nghe. Hiểu chưa? Dạ. Rồi bây giờ con khỏi nhìn ở đây, con lấy cái phin á con tập làm đi nha. Tư đi mua thêm mấy ký đường Tư về ha. Dạ Tư. Dạ con xin lỗi.